Ok, chào anh chị nha. Thì hôm nay em về được một ít máy 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 cỏ này, máy cỏ chữa cháy này ha. Máy rất là rẻ luôn. Anh chị mua về chữa cháy nha, hai sim, YouTube rồi ok hết nha. Chỉ có cái dòng em về được hai con à bốn con chứ. Bốn con là phần 4 với lại 4S nha. Đây. Bốn con 4 với lại 4S này. Đó, con hai con màu đen, hai con màu trắng nha. Hai con màu đen, hai con màu trắng. Đó. Máy ok hết nha. Đó, nói chung là máy full chức năng. Đó, nghe gọi nha, nghe gọi ok. Đây, con này thì mình có thể lên mạng cũng được, nhưng lên mạng thì nó hơi chậm thôi. Cách đây 10 năm trước thì ok ha, 10 năm trước thì là 11, 12 năm gì đó, rồi rất là ok luôn. Thì bây giờ nói chung nó chỉ đỡ nghe gọi thôi anh chị, đỡ nghe gọi thôi. Bây giờ đâu có giải trí được gì trên cái con này đâu đúng không? Đó, thì có hai con nha. Rồi, thì nói chung là máy này là nghe gọi thôi anh chị. Mua cục gạch thì nó tầm 300, 350 rồi. Thì con này thì em bán giá đồng giá là 400 ngàn nha. Đó, 400 ngàn nha. Cái thay cho cục gạch nha. Nghe gọi rất là đẹp, rất là sang nha. Đó. Nghe gọi rất là đẹp, rất là sang luôn nha anh chị. Đó, 400 ngàn nha. Đó, nói chung là máy thì màn hình nó cũ. Đó, ok này. Màn hình nó cũ nha. 400 ngàn. Rồi, hai con màu đen cũng vậy luôn nha. 400 ngàn hết. Đó, rồi tiếp theo là về cái G360 này. Đó, G360H thì em về thêm được 6 cây nha. Đó, về thêm được 6 cây G360H. Đây, hiện trong con này thì cũng hai sim thôi anh chị nhé. Con này cũng hai sim. Nghe gọi rồi coi YouTube đó, vậy thôi. Thì giá của con này đợt này em bán thì cũng 500 nha, cũng 500 bao gồm bộ sạc cho anh chị rồi nha. Đây. Giá 500 bao gồm bộ sạc rồi, Samsung G360 nha. Anh chị nào lấy từ 3 4 cây thì em sẽ có giá tốt cho 3 4 cây nha. Đó. Máy có nối wifi của YouTube bình thường nha. Đó, em sẽ tải sẵn cho anh chị YouTube. Đó, anh chị về nhà cứ bấm vô rồi kết nối wifi xài thôi. Máy này hai sim nha. Máy này hai sim, đó, pin này, hai sim này, sim 1, sim 2. Sim 2 bỏ dưới cái thẻ nhớ nha. Đây thẻ nhớ ở dưới là sim 2 này, sim ở dưới sim 1 là sim 2 này. Đó, pin thì cái này em thay pin mới rồi nha. Đó, thay pin mới rồi. Nói chung máy thì cũ lâu rồi đó, cho nên là thay pin mới rồi. Màn hình thì còn ok mà đẹp nha. Gió thì hơi xước sắc. Thì giá chữa cháy cho anh chị mình là 500 ngàn nha. 500 ngàn giá là bao gồm bộ sạc rồi. Đó, thì em còn được 6 cây nha. Đó, anh chị nhanh tay chốt nha. Rồi tiếp theo thì tới những cái con mà G2 này. G2 thì màn nó là màn AMOLED nha anh chị. Đây, nói chung là gió người hình thì nó cũng hơi cũ, hơi xấu nha. Đó, nó hơi cũ hơi xấu này anh chị, nó cơ. Đó, nói chung là máy chữa cháy mà. Thì cái này nó cũng hai sim, cũng hai sim hai sóng mà anh chị có thể lên mạng được nha. Đó, để lên mạng được màn hình là màn hình AMOLED nha. Màn hình AMOLED nó rất là đẹp ha anh chị. Đó, màn hình AMOLED rất là đẹp luôn. Cũng hai sim nha, cũng hai sim màn hình AMOLED. Thì con này thì cái chip của nó sẽ cao hơn con G360H nha. Thì con này em sẽ bán giá là 600 nha anh chị, 600 nha, Samsung Galaxy J2 này. Samsung Galaxy J2 giá 600 ngàn nha. Đó, chữa cháy mà do cái màn hình của nó này. Màn hình là màn hình AMOLED rất là đẹp luôn anh chị. Tấm nền AMOLED này. Đó, rồi 600 nha. Rồi tiếp theo là tới con Ri1. Đó, Ri1 thì nó cũng giống như là con Ri2 thôi. Cái màn của nó vẫn là màn AMOLED luôn. Đây này, đó. Ri2 ha anh chị, cái màn AMOLED nha, màn rất là đẹp luôn. Đó. Thì con này thì cũng RAM 2 à, con này thì cũng nói chung RAM 1 còn nhớ ta 8 GB thôi. Cũng hai sim nha, hai sim hai sóng, nghe gọi ok. Hai sim hai sóng. Đó, nghe gọi qua YouTube nha. Đây. Nói chung là máy em video này em giới thiệu máy chữa cháy thôi, máy cứ 500 ngàn cho anh chị mình ha. Có con này thì 600 này, màn hình nó đẹp. AMOLED mà nó là đời Ri2, con này là Ri1. Đó. Con này thì Samsung G360H. Đó, còn 400 thì con iPhone 4S nha. 4 với là 4S nha. Rồi thì em sẽ bán đồng giá là 400 ngàn. Thì anh chị lấy thì em cái này thì em có ship toàn quốc nha, với lại có sẵn bộ sạc cho anh chị luôn. Đó, thì bên em mua hay mua bán thì anh chị cứ cặp cho em mới cặp 100 nha. Đó, cặp cho em mới cặp theo 100, em sẽ nhận cặp và chuyển máy cho anh chị nha. Anh chị nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán phần còn lại cộng với lại tiền ship nha. Rồi ok, chào anh chị nha. Anh chị chọn con nào thì alo cho em nha, số gọi em để bên dưới nha. Rồi bye bye anh chị.